Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Minh Hải miền Đông tiếp tục quay trở lại với các bạn với một thông tin nóng nhất vừa cập nhật. Nói đến chuyện một ông trưởng thôn ở huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình bị đánh thực hư như thế nào. Và câu chuyện này thì mấy ngày qua tôi cũng có gửi cho các bạn, nhưng là không có chi tiết vì lúc đó báo chí mới chỉ đăng là đại khái mà thôi. Nhưng ngày hôm nay đây là chi tiết thật rõ ràng. Đúng như vậy, là đánh trưởng thôn phải nhập viện là vì nghi ngờ là kê thiếu là danh sách là nhận quà là của Thủy Tiên. Và trước khi vào câu chuyện này thì tôi không quên gửi tới mọi người, cô chú anh chị gần xa, một lời chúc bình an, vui khỏe, hạnh phúc và có một ngày làm việc thật là may mắn. Thưa các bạn, tức là trong thôn này là có hơn 200 hộ dân, nhưng ban cán sự thôn là chỉ kê danh sách 100 hộ nhận quà từ đoàn cứu trợ của là ca sĩ Thủy Tiên, vì cho rằng là bất công bằng, không có công bằng, nên là một đối tượng đã hành hung trưởng thôn Mai Văn Lợi. Thì vào chiều ngày 2 tháng 11 năm 2020, Ủy ban Nhân dân xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình xác nhận là có sự việc một trưởng thôn ở xã này đã bị nhóm người hành hung phải nhập viện cấp cứu vì liên quan đến là việc kê danh sách trao quà từ thiện từ đoàn ca sĩ của Thủy Tiên là đến để hỗ trợ cho bà con. Và nạn nhân là ông Mai là Văn Lợi, trưởng thôn Cấp Sơn, xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch. Và thông tin ban đầu thì ngày 28 tháng 10 ca sĩ Thủy Tiên cùng đoàn cứu trợ đã về xã Cảnh Hóa trao quà ủng hộ cho tổng số là lên đến là 703 là hộ dân ở địa phương này thì bị thiệt hại là do lũ lụt vừa qua, mỗi hộ là nhận tiền mặt được là 6 triệu đồng. Và tại thôn Cấp Sơn thì toàn thôn có là hơn 200 hộ. Tuy nhiên khi bình xét thì ban cán sự trong thôn là nhất trí chỉ là kê danh sách hơn 100 hộ bị thiệt hại nặng do lũ để nhận quà từ đoàn là cứu trợ của Thủy Tiên, cho rằng việc lãnh đạo thôn làm vậy bất công bằng, không có công bằng, nên một đối tượng là gây hấn rồi hành hung với là trưởng thôn Mai Văn Lợi. Và câu chuyện này là có thật nha các bạn. Đó, và ông Lợi được người nhà đưa đến bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình để nhập viện và cấp cứu điều trị. Sau một thời gian là chữa trị, sức khỏe ông Lợi hiện nay đã ổn định và bệnh viện vừa cho xuất viện về nhà để tiện là chăm sóc cho ông. Và theo ông Hoàng Anh Dũng, bí thư đảng ủy xã Cảnh Hóa, khó có thể là công bằng trong chuyện nhận quà cứu trợ vì cả thôn tất cả các hộ đều là nhận, nhưng cũng có thôn chỉ được vài chục, vài trăm hộ. Tùy theo mức độ thiệt hại từng nhà để bình xét thì cái chuyện này là chắc chắn như vậy rồi. Tại vì trong thôn thì phải có người này, người nọ, và có người bị thiệt hại, có người không. Đó, nhưng mà cũng khó khăn lắm. Nhiều lúc thì trưởng thôn thì cũng làm không có chính xác. Trong Việt Nam mình thì mấy ngày qua các bạn đã biết rồi, nhưng nhất là những vùng lũ lụt. Đó, rồi kê khai danh sách nhiều khi kê khai nó không có đúng. Đó, thì các bạn cũng biết. Và mỗi lần lên danh sách thì thôn là phải cân đối lại, hộ nào được nhận quà thì đợt sau thì khỏi nhận, và hộ nào chưa nhận thì đến lượt đợt sau thì nhận tiếp. Nhưng quà từng đợt khác nhau. Tại vì cái lần này là số tiền của ca sĩ Thủy Tiên đến cứu trợ cho bà con là lên đến 6 triệu. Nên cũng có một số người họ cũng thắc mắc vì hoàn cảnh chắc cũng là khó khăn trong cái đợt mưa lũ này. Đó, nên xảy ra câu chuyện là đáng buồn này các bạn ạ. Và câu chuyện này có thật sự là xảy ra tại là thôn Cấp Sơn nha các bạn. Đó, xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Đây là một sự thật mà mấy ngày qua thì có nhiều bạn comment hỏi tôi đây đúng là như vậy sự thật hay không. Nhưng ngày hôm nay câu chuyện
thì rất là rõ ràng rồi các bạn ạ. Và thưa các bạn, từ lúc hai vợ chồng Thủy Tiên mang tiền mặt ra miền Trung để trao và cứu trợ cho bà con ở những vùng lũ lụt ngoài đó, thì gặp rất nhiều vấn đề trái chiều và cũng rất phức tạp. Và ca sĩ Thủy Tiên mấy ngày vừa qua rất là áp lực. Làm tự thiện không phải là chuyện đùa. Và Thủy Tiên Nga, Thủy Tiên cũng thường lên là trang cá nhân để chia sẻ tâm sự đó. Làm tốt cũng bị chửi, rồi làm xấu cũng bị chửi. Nên nhưng đã vào công việc này rồi thì phải đành chấp nhận. Vì là cho người này 3 triệu, người kia 6 triệu, người kia 10 triệu thì nhiều lúc dân mình nói là sao không có công bằng đó. Thủy Tiên không có công bằng, cho như vậy là không có đúng. Và Thủy Tiên cũng bị chửi rất là nhiều, nên là rất là mệt mỏi trong những ngày qua. Đó là tình hình ở Quảng Trị thì các bạn biết đó. Thì Thủy Tiên là dậy thật là sớm, 3-4 giờ sáng dậy để vào xã, huyện để cấp tiền cho bà con. Nhưng đến nơi thì cái phiếu cấp tiền nó đi đúng không đúng đối tượng. Rồi những người đến nhận quà thì mang vàng, mang vòng rất là nhiều. Nên là Thủy Tiên không có chịu là cấp ngày hôm đó. Và Thủy Tiên ra về thì cũng rất nhiều bà con là chửi bới, nói nặng lời với là Thủy Tiên trong cái câu chuyện này đó các bạn. Đó, và rồi là một cái chuyện xảy ra tại thôn Ngoại Cương cùng xã Cảnh Hóa, là cái vụ việc là thôn thu lại tiền của dân. Chuyện đó cũng là có thật sự luôn. Hôm qua tôi gửi cho các bạn là Thủy Tiên lên là đính chính lại rõ ràng như vậy đó. Rồi bắt đầu xã nói là cái thôn này là đưa ra cái luật làng như vậy, cái lệ làng như vậy, là mọi người bất kỳ là có một cái đợt là cứu trợ nào thì mọi người đến là nộp lại cho thôn, rồi để thôn chia đều ra cho các hộ. Nhưng lần này á thì do số tiền quá lớn, đó lên 6 triệu đồng đối với một người là dân nghèo khó khăn. Và câu chuyện này xảy ra và có rất nhiều người không đồng ý nộp lại, nhưng họ sợ là trả thù, sợ là tẩy chay, nên đành phải mang số tiền đến nộp lại cho thôn. Nhưng mà trong lòng thì họ cũng không có ăn ý, không có vừa ý đâu các bạn ạ. Đó, và rất nhiều trường hợp là Thủy Tiên đi phát tiền đã xảy ra đó tại là miền Trung đợt vừa rồi. Nên đi làm thiện nguyện như Thủy Tiên cũng mang nặng trong lòng lắm, không biết là như thế nào, áp lực cực kỳ luôn các bạn. Nên cũng mong là cho cô Ma là luôn mạnh khỏe, và cũng mong á là cho bà con ngoài đó cái mùa mưa lũ là qua mau, là cơn bão số 10 cũng sắp đến nơi, nhưng mà hy vọng sẽ là nó giảm xuống thành áp thấp nhiệt đới. Rất là mừng vì cái bão số 10 này là không có mạnh như dự báo lúc trước. Và đến đây thì tôi cũng xin tạm dừng video lại và chúc cho các bạn thì luôn luôn bình an, mạnh khỏe. Và tôi cố gắng cập nhật những thông tin nhanh và chính xác nhất để gửi tới kịp thời phục vụ quý vị và các bạn gần xa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trên kênh của Minh Hải Miền Đông.